Hello, mình là Trung Shooter đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái game PVZ mới, đó là PVZ gì đó. Đó, nhưng mà đây là của Trung Quốc nha. Đây P Shooter này, Walnut này cầm cái gậy. Ghê đấy, ghê đấy. Ghê đấy. Walnut này cầm gậy à? Ghê đấy. Đây, nghe là... À, đây. Bắt đầu lại từ đầu. Ta dùng đội quân vòng đi hề. Ôi, đội quân với... Ôi, what the fuck, con nạn vai trưởng. Trời ơi, chiếc cờ bị hạ gục rồi. Trời ơi, quý vị ơi, chiếc cờ bị hạ gục rồi. Bây giờ cứ trồng ra đấy là nó sẽ quay mặt lại, nó sẽ quay mặt lại. Nó sẽ quay mặt lại à. Bây giờ... Rồi một lũ gậy nhún. Là chơi game này chỉ để trải nghiệm thôi, nó rất là thú vị đấy. Chơi cái game này là chỉ để trải nghiệm thôi. Không biết đội quân nào sẽ thắng đây.
Hiện tại bây giờ chúng ta đang còn một con gậy nhún. Ủa nè. Màn chơi số 1 rồi chơi. Màn chơi số 1 chơi game này là chỉ để trải nghiệm thôi chứ. Mà một thì chơi tất cả. Chơi PC à. Bạn chơi số 2 nào. Đội quân này thì dùng con hề vậy kìa. Nó không chọi được. Dùng con này nó không chọi được con hề đâu. Nó xoay tròn. Sửa ra màn này. Thì thử dùng con zombie này xem sao. Màn chơi số 4. Lần này thì zombie đối đầu với zombie. Tôi thì chơi con khác không không làm sao mà thắng được đám này. Mà này mình sẽ dùng sử dụng con dưa hấu đi. Dưa hấu, dưa hấu, dưa hấu, dưa hấu, dưa hấu, dưa hấu, dưa tiến lên tấn công. Mạnh vãi ở nó mạnh vãi chửa luôn thề. Ôi đi làm gì mẹ muốn làm vai thua thôi vì ai. Để thử thử cho con này xem, thử dùng con này xem nhá. Để thử dùng P-Shooter. Đúng vận động mà bạn mà ngồi lên một cái xe tăng. Đồ nó làm gì đấy? Chết đi mẹ mày! Chết đi mẹ mày!
ơi. Rồi một đứa chết. Oh, what the fuck, mà này khó. Này khó này. Ê, mình sẽ thử dùng cái con 90 nha, 90. Cầm khiêng. Thế thế nào, không biết có thắng được không? À, có này gì để đóng băng. Ồ, sư gì đó. Rồi, chết một đứa. Không biết đội quân này có thắng được không? Đã là gì so với miền Tây? Chắc chắn thắng rồi. What the fuck? Bao giờ mới tới hạ được bọn này? Ê luôn à. Như thế là sao đánh bại được bọn này? Ai là thằng chưa? Ai thằng chưa? Chưa là lui. Không biết phải nói sao ấy, tôi không biết. Bao giờ mới hạ được bọn này? Thế rồi mình chơi chơi cái bản. Vỡ cái đạn của nó dễ vỡ, nói thật. Ê, nói thật luôn, cái đạn của nó dễ vỡ. Một đứa chết rồi. Một thằng nữa thôi, bây giờ còn một thằng nữa rồi, một thằng nữa rồi, nhanh. Một thằng nữa rồi. Một thằng rồi. Nhanh, cái nữa đó, nhanh. Màn chơi số 5. Ôi, đội quân này dễ vai lờ chơi. Không đủ, hiện giờ đang có 200. Chơi có 150, đi pet cho ông cho mẹ con 150 vào. Thế một mấy con này có cân được con bọn này không? Một mấy con này cân được bọn này không? Ui rồi, cái gì như này? Như vậy không được nha. Không được nha quý vị. Dưa hấu, thì bây giờ mình sẽ thử một đội quân dưa hấu xem nào. Dưa hấu với cả Lightning Green. Tiến lên. Khỏe đấy, sao không đánh được bọn này? Để đúng là cái đồ vô dụng. Có nạn đấy. Đây. Xem nào.
Thử con cái cầm dưa hấu mà cái con dưa hấu này mà cầm gì cầm cái rìu này. Công nhận là con này mạnh phết đấy, mạnh phết đấy. Mạnh phết đấy. Nhanh, giết nó. Ôi trời ơi, what the fuck, mạnh vãi chưởng. Ông chơi mẹ con dưa hấu. Con này gây nổ. Có đánh bạn được bọn này không? Không được nhá, như vậy là không được nha quý vị nhá. Có cho con 60 ở xem con này. Không được, không không vẫn không được, mình đã thử cách này thì vẫn không được. Này chơi ông chơi mày có 150. Xem nào. Mình để dưới phần mô tả các quý vị nhá. Game này chơi chỉ để trải nghiệm thôi thề. Mẹ khốn nạn vai. Thôi thì khốn nạn vai. Zombie đó đâu phải zombie, xem sao. Nếu vậy thì zombie đó đâu phải zombie. Đi xem sao. Thôi thôi có mà này thì mình chịu thôi thôi, bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Bye bye. Và được cũng được quên nhấn nút cho mình một nút like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.